Khoan bình tĩnh về em ơi. Khoan là đồng em nói là nói em là cô gái sang cả một cuộc đời. Được luôn. Được em đâu tính mà lại đi kiểu tóc là sáng tạo. Anh ơi. Sao vừa đó xong rồi đau không ạ? Đau rồi. Thế thì đã
lại xem là tôi đi nhà. Máy lại mình đang. Nghĩ thì không phải mình ngồi trong phòng chẳng phép anh sẽ nhận đau như thế nào đi chạy đau răng cánh có tình trạng ra là nó mấy đồng nghiệp anh vừa mới ngủ được đang cầm xong rồi cái đây là đau về nhà thôi nhưng vẫn ăn được một gì ăn chả và lại uống cho mấy cái tiết thuốc chúng ta giảm đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chẳng bình thường anh chẳng mấy cô mấy lâu chưa thì đã về chưa dòng qua hết chị mày đi ăn làm vô công cái thời điểm anh hít vào á, nó bị mắc lên cái kiểu bị sạc mặt quen thôi á, nhưng cái vi mũi sao nó nhìn được một loài mà. Ta khi gọi này buổi sáng tới về anh có cái dùng một cái loại mỹ phẩm mà điện dung hòa là cái DHA ở da mặt á, đỡ bị tổn thương. Anh còn bán cũng đang dùng cái này đó. Quay ra kia đồ ông cạo bằng quần cạo thành cái lăn đấy ha.
subscribe cho mình nha.